Mới. Đấy, có Linh đoán đúng, có Linh đoán đúng. 138. Được rồi. 138 rồi. 138 rồi. Đi làm mấy câu nhóm được. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, hôm nay em vừa nhận tiền đặt cọc từ thương lái để lấy hai cái đàn lợn của em nhá. Buồn lắm các bác ạ. Từ trước đến giờ chưa thấy dịp Tết nào mà cái lợn nó xuống giá như lúc này. Đấy, trải qua một cái năm cực kỳ khó khăn như các bạn biết rồi đấy. Bây giờ lợn trắng thì em bán được 47, lợn đen thì được 50. Như năm ngoái là lợn đen được giá đấy các bạn. Vừa thôi, nuôi con gì thì đến tuổi xuất bán thì mình bán thôi. Đến tuổi lấy chồng thì lấy chồng thôi. Đến tuổi lấy vợ thì lấy vợ thôi. Cái này thì mình cho cái quy luật cung cầu cũng chưa hết rồi, nên làm sao được. À, cảm ơn bạn gái đã giúp em chăn lợn nha. Đây em chăn cho nó một tối, buổi tối no nê để sáng mai họ về bắt. Không phải em chăn no nê để mai nặng cân, mà là mình đã chăn con gì mình phải chăn cho nó no thôi. Chứ theo kiểu lương tâm của mình đó. Chứ lấy mấy cân con trắng làm này cả. Suốt ngày đi cắn mấy con đen để em chăn khô thôi. Nó cậy nó ra trắng cho nó uống nước ấm ấy. Mùa đông mà lạnh quá các bác ạ, biết làm sao được. Đấy, năm từ đại dịch Covid-19 này, rồi lại dịch tả lợn châu Phi này, rồi chiến sự Nga-Uka này, với giá xăng dầu bấp bênh này, thức ăn chăn nuôi bấp bênh này. Chỉ khổ người chăn nuôi thôi các bác ạ. Em chăn nuôi nhỏ nên là nó không ảnh hưởng lắm. Đấy, đàn trắng này thì em lại... Đấy, các bác xem này. Đàn trắng này em chăn bống rượu nha. Nên là con nào con đấy hồng hào lắm. Chăn bống rượu thì được cái là lãi thì không cần biết là lãi bao nhiêu. Quan trọng là mình có rượu để uống đó. Nên là mưa gió thế này, lạnh lẽo thế này thì có rượu là ấm cúng rồi các bác ạ. Tết đến nơi rồi, biết làm sao được. Cái gì cũng có cái rủi ro của nó. Mình chăn nuôi ít thì nó cũng ảnh hưởng ít thôi. Nhiều bác chăn nuôi hàng 138 chị 26 chị lên con tí nữa cái nào. Trong trại có khi đến nghìn con đấy. 8 chị 26 mới vô. Lớn bác bao nhiêu rồi? Hả? Nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Mới 38 rồi. Đi lại mới câu nhỏ đi cái đó. Có bao nhiêu? 112. Đây các bác ạ. Một đàn lợn đen. Toàn trên tạ hết các bác nhá. Lợn đen thơm ngon đây. Nhưng mà so với năm ngoái thì bây giờ nó được một cục tiền khá khá rồi. Tại vì trừ cám nó rẻ hơn ngoái. Năm nay nó đắt hơn 30% so với năm ngoái, 40% so với năm ngoái đấy. Nên là tôi được bao nhiêu thì được. Quan trọng gần Tết thì mình phải vui vẻ. Mình nghĩ tích cực nó sẽ tiêu cực. Mình nghĩ tiêu cực nó sẽ tiêu cực thôi. Ôi trời ơi. Cuối cùng em cảm ơn các bác đã xem video của em nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ, một ngày vui vẻ. Một năm mới an khang thịnh vượng nhá.